Câu 176 đến câu 180, bài này gồm có hai bài đọc là hai cái email nha em. Câu 176, what is the purpose? Mục đích của email đầu tiên là gì? Đối với dạng câu hỏi về mục đích, chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối. Hay em ha, đọc đáp án trước nào. Câu A, to promote, để quảng cáo, quảng bá về cái phiên bản digital của những cái publications là ấn bản, có thể là tạp chí hoặc là báo nha em. Câu B, để clear out, dọn dẹp cái supply của những cái ấn bản, unsold back, phải không nào? Rồi câu C, để mark, đánh dấu cái anniversary, cái ngày kỷ niệm của công ty. Câu D, để cung cấp một cái reward là phần thưởng, có nghĩa là để tặng thưởng đó cho những cái subscribers, những người đặt mua định kỳ, long time, lâu năm ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem đoạn đầu của email đầu tiên nói gì nha em nha. Ở đây phải không nào? Ok, dear value customer, quý khách hàng thân mến, chúng tôi có một số cái tin rất là thú vị cho năm mới. Bắt đầu từ ngày mai thì Leonard Magazine sẽ tung ra một cái applications, một cái ứng dụng mới tên là Leonard Mag. Cái ứng dụng này thì cung cấp cái quyền truy cập đến những cái bài báo thêm along with, cùng với những cái phiên bản digital của tất cả những cái tạp chí được in của chúng tôi. Và để promote, để quảng bá cho dịch vụ mới này thì chúng tôi đang có một cái sale, một cái đợt giảm giá đặc biệt. Vậy mục đích của nó là làm gì vậy em? À, để quảng bá cái dịch vụ mới phải không nào? Vậy đáp án là câu nào em ha? Đánh được liền. Câu A phải không nào? Để quảng bá những cái phiên bản digital của những cái ấn bản ha. Câu 177, what is not true, điều gì không có đúng về Leonard Magazine Subscription Team? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, nguyên cái tên riêng này phải không nào? Rồi, đó là dạng câu hỏi loại trừ. Đối với dạng này chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án ha. Câu A trước đi em, nó có thể provide, cung cấp, help, sự giúp đỡ cho cái application, cái ứng dụng. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Help và application phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng dò từ khóa và xem có giúp đỡ, hỗ trợ hay không nha. Từ khóa nằm ở đâu vậy em? Ở chỗ ký tên phải không nào? Rồi ở đâu nữa? Ở trên này cũng có nè em. Ok, em giờ xem có hỗ trợ giúp đỡ gì không? Ngay câu này cũng có phải không em? Đây là assistant. Mình có từ assistant là sự hỗ trợ giúp đỡ, nó bằng cái từ gì? Help. Có application gần đó luôn nè. Vậy mình cùng dịch câu này nha. Để mà inquire, để mà yêu cầu thông tin về cái việc đăng ký mua dài hạn mới đó, hoặc là nhận được cái sự hỗ trợ cho cái ứng dụng Leonard Mag, thì hãy gọi cho đội này tại số này. Vậy câu ai có không em? À, câu ai là đúng rồi phải không nào? Câu ai có ha. Rồi câu B nào, nó offer, nó cung cấp free items cho những khách hàng mới. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Free items và new customer phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng dò thử em nha. Rồi ok, mình dò thử xem em, dò ngược lên ha, chỗ này có không? Có free items và new customer không? Không có phải không nào? Tiếp theo chỉ có giảm giá 80% thôi, không có free. Ok, không có free và cũng không có khách hàng mới luôn. Rồi dò ngược lên trên chỗ này đi em, đây còn hai dòng chưa dò nè. Chỗ này à, cũng chỉ nói về giảm giá thôi chứ không có free items cho new customer phải không nào? Vậy thì rất có khả năng câu B là không có rồi nè, mình để đây đi nha. Rồi câu C, it is running, nó đang chạy một cái chương trình đặc biệt kéo dài một tháng. Lúc nãy chúng ta có dò một cái đặc biệt phải không em? Special. Bây giờ em còn nhớ chỗ nào không? Mình đọc lại chỗ đó nha. À, ở đây phải không nào? Special nào, mình đọc lại chỗ này đi em. And, và để promote, quảng cáo, quảng bá cho dịch vụ mới này nè, thì chúng tôi đang có một cái chương trình giảm giá đặc biệt. Nó không nói thời gian phải không em? Mình đọc tiếp thử xem nha. Hãy chọn cái tạp chí mới để mà đăng ký mua dài hạn theo cái cách là digital á, trước cuối tháng 1, và có được giảm giá lên đến 50% cho cái việc đăng ký đặt mua hàng năm. Rồi bây giờ em xem nè. Vậy thì nó có kéo dài một tháng hay không? À, đến cuối tháng 1 là hết phải không em? Vậy mình xem có cái email này gửi vào ngày mấy. Email gửi vào ngày 31 tháng 12. Vậy có phải một tháng không? Từ 31 tháng 12 đến cuối tháng 1 là một tháng chứ còn gì nữa phải không nào? Vậy đáp án câu C có ha. Rồi câu D, nó send out, nó gửi những cái bản giấy của một số cái publications, cái ấn bản. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Paper copies phải không nào? Đã bây giờ mình cùng dò nha. Em dò xem chỗ nào có paper copies. Đoạn này đi em, đoạn này có không? Đoạn này chưa dò nè. À, có từ copy nè phải không em? Copy. Ok. Rồi phía trước có từ gì em? Printed. Những cái bản được in thì có phải là những bản giấy không em? Chính xác, in trên giấy mà phải không nào? Những cái bản được in, bản giấy á, thì sẽ tiếp tục được phân phát qua đường bưu điện cho đến khi cái việc đặt mua định kỳ của bạn theo năm của bạn á, kết thúc. Vậy thì nó có gửi những cái bản theo giấy không? Những cái bản bằng giấy không em? Có phải không nào? Vậy câu đi có luôn, vì chắc chắn đáp án là câu gì rồi? À, câu B không có ha, nó cung cấp những cái món đồ miễn phí cho khách hàng mới là không có. Câu 178, what is suggested, cái điều gì được nói về Leonard Magazine's publications, về những cái ấn bản của Leonard Magazine ha. Ok, vậy từ khóa là từ nào vậy em? Publication. Và đáp án trước nha, câu A, chúng thì tất cả được half off, được giảm một nửa vào tháng 1. Câu này chắc chắn sai rồi phải không em?
Em dò lại xem lúc này chúng ta có dò. Rồi đó, tháng 1. Đây nè, giảm 50% đâu. Đây, cho cái gì thôi, cho cái việc đăng ký mua hàng năm thôi em, chứ không có tất cả nha. Vậy đáp án câu A là sai rồi. Và thường đáp án nào mà có từ all nè em, tất cả là hay sai lắm ha. Rồi câu B, chúng thì được publish, được xuất bản ở những cái intervals, những cái khoảng thời gian khác nhau. Ok, vậy bây giờ chúng ta cùng dò đi em, xem chỗ nào có nói về khoảng thời gian. Bài số 1 lúc này chúng ta dò hết rồi là không có nè. Em dò xuống bài số 2 nha, có khoảng thời gian không? À đây nè em, đây là những cái khoảng thời gian nè, phải không? Hàng tuần nè hay là hàng tháng nè. Bây giờ em xem cái cột này là cột gì đây. Publication có từ khóa luôn nè. Frequency, mình có từ frequency có nghĩa là sự thường xuyên, cái mức độ thường xuyên đó em, hay còn gọi là tần suất ha. Mức độ thường xuyên có nghĩa là tần suất đó em. Rồi, cái tần suất của cái việc xuất bản thì mỗi cái tạp chí á là xuất bản khác nhau. Tạp chí này thì xuất bản hàng tuần, tạp chí này xuất bản hàng tuần, tạp chí này lại xuất bản hàng tháng, và tạp chí cuối cùng này cũng xuất bản hàng tháng. Vậy thì câu B có đúng không em? Chúng thì được xuất bản tại những cái khoảng thời gian khác nhau. À, là chính xác rồi, phải không nào? Có những cái tạp chí là một tuần xuất bản một lần, có những cái tạp chí là một tháng xuất bản một lần ha. Vậy câu B là chính xác rồi, được không nào? Câu C và câu D không cần dịch nha em nha. Câu 178, what is suggested, cái điều gì được nói về Leonard Magazine's publications, về những cái ấn bản của Leonard Magazine ha. Ok, vậy từ khóa là từ nào vậy em? Publication. Và đáp án trước nha câu A. Chúng thì tất cả được half off, được giảm một nửa vào tháng 1. Câu này chắc chắn sai rồi phải không em? Em dò lại xem lúc này chúng ta có dò. Rồi đó, tháng 1. Đây nè, giảm 50% đâu. Đây, cho cái gì thôi, cho cái việc đăng ký mua hàng năm thôi em, chứ không có tất cả nha. Vậy đáp án câu A là sai rồi. Và thường đáp án nào mà có từ all nên em, tất cả là hay sai lắm ha. Rồi câu B, chúng thì được publish, được xuất bản ở những cái intervals, những cái khoảng thời gian khác nhau. Ok, vậy bây giờ chúng ta cùng dò đi em, xem chỗ nào có nói về khoảng thời gian. Bài số 1 lúc này chúng ta dò hết rồi là không có nè. Em dò xuống bài số 2 nha, có khoảng thời gian không? À đây nè em, đây là những cái khoảng thời gian nè, phải không? Hàng tuần nè hay là hàng tháng nè. Bây giờ em xem cái cột này là cột gì đây. Publication có từ khóa luôn nè. Frequency, mình có từ frequency có nghĩa là sự thường xuyên, cái mức độ thường xuyên đó em, hay còn gọi là tần suất ha. Mức độ thường xuyên có nghĩa là tần suất đó em. Rồi, cái tần suất của cái việc xuất bản thì mỗi cái tạp chí á là xuất bản khác nhau. Tạp chí này thì xuất bản hàng tuần, tạp chí này xuất bản hàng tuần, tạp chí này lại xuất bản hàng tháng, và tạp chí cuối cùng này cũng xuất bản hàng tháng. Vậy thì câu B có đúng không em? Chúng thì được xuất bản tại những cái khoảng thời gian khác nhau. À, là chính xác rồi, phải không nào? Có những cái tạp chí là một tuần xuất bản một lần, có những cái tạp chí là một tháng xuất bản một lần ha. Vậy câu B là chính xác rồi, được không nào? Câu C và câu D không cần dịch nha em nha. Câu 179, what is mentioned, điều gì được đề cập về cái free magazine previews. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Free magazine previews ha. Đó là bán trước nào câu A. Chúng thì được cung cấp cho những cái publications, những cái ấn bản mới được tung ra. Câu B, chúng thì sẽ expire, hết hạn vào tháng 1. Câu C, chúng thì được cung cấp cho những cái subscribers, những người đặt mua định kỳ hai hoặc nhiều hơn hai những cái ấn bản. Câu D, chúng á thì chỉ có thể được truy cập, được tiếp cận trong một cái khoảng thời gian có giới hạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò từ khóa nha em, xem chỗ nào có free magazines preview ha. Đoạn này có không em? À không có, phải không nào? Đoạn tiếp theo. À có từ complimentary previews. Complimentary là gì em? Là free á. Ok, vậy chúng ta cùng đọc nhanh vào chỗ này nha. Bởi vì bạn đã đặt mua nhiều hơn hai cái tạp chí vào tháng này, cho nên bạn eligible for, bạn đủ điều kiện để mà có được 5 cái việc xem trước miễn phí cho một số cái ấn bản khác của chúng tôi. Ok, vậy đáp án là câu nào? Đánh được liền vậy em, câu nào? À câu C, phải không nào? Chúng thì được cung cấp cho những người đặt mua định kỳ nhiều hơn 2 hoặc là nhiều hơn 2 cái ấn bản, phải không nào? Ok, đáp án là câu C ha. Câu 180, cái nào trong những cái sự lựa chọn của Miss Romero á là bà ấy đã đăng ký mua trước tháng 1, vậy từ khóa là từ nào vậy em? Miss Romero và before January, đó là đáp án trước nha. À đáp án là những cái tên riêng, phải không em? Rồi bây giờ chúng ta cùng dò nha. Theo em là dò bài mấy? Câu cuối cùng thì mình dò bài số 2. Nhưng mà có từ January đó em, là thuộc bài số mấy vậy? Bài số 1. Và nãy giờ chúng ta chưa có câu nào là câu liên hệ hai bài cả. Đây rất có khả năng là câu liên hệ giữa bài 1 và bài 2 nha em nha. Cùng dò bài 2 trước nào, xem có từ khóa không? À có từ Miss Romero nè em, cùng đọc nha. Bà Romero thân mến, cảm ơn vì đã mua cái việc đăng ký mua dài hạn tạp chí theo sau. Vậy đây là bốn cái tên của cái tạp chí đó em. Nó xuất hiện trong cái đáp án, phải không nào? Ok, nhưng nó không có nói gì đến trước tháng 1 cả. Vậy chúng ta phải xem trong cái bảng này có cái nào liên kết với bài ở trên không em? Liên hệ với bài ở trên không? Có cái nào giống không? 50% và 80% lúc này chúng ta có dò thấy, phải không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng dò lại nha. Rồi 50% ở đâu vậy em? Ở đây còn 80%.
ở đây phải không nào? Rồi cùng đọc lại nha em nha. 50% trước. Choose, hãy chọn một cái tạp chí mới để mà đăng ký mua dài hạn theo cái cách là digital trước cuối tháng 1 và nhận được cái giảm giá là 50%. Vậy thì mua trước cuối tháng 1 em thì nhận được giảm giá 50%, có nghĩa là trong tháng 1 thì vẫn được 50%, phải không nào? Vậy cái 50% này là không phải rồi ha. Còn cái 80% mình đọc thử xem nha. Đây nè em, 80% giảm giá, cùng đọc nào. Nếu bạn hiện tại đã đăng ký mua dài hạn một cái phiên bản in của một hoặc là nhiều hơn những cái tạp chí của chúng tôi thì bạn có thể có được cái phiên bản mobile điện tử là 80% giảm giá. Ok, vậy cái mà bà ta đang hiện tại sử dụng đó em, hiện tại là tháng mấy? Hiện tại là tháng 12, phải không nào? Vậy thì tháng 12 có phải là trước tháng 1 không? Phải ha. Vậy em xem các bạn ở dưới xem cái nào được giảm 80%, thì cái đó chính là cái mà bà ấy đã mua trước tháng 1, phải không nào? Vậy đáp án là câu gì em? Số 4 ha. Số 4 là câu gì? Là câu D, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Email đầu tiên gửi đến cho General Romero, gửi từ cái team này ha. Ngày gửi là 31 tháng 12. Chủ đề là có được những cái tạp chí giảm giá trong tháng 1. Dear Value Customer, quý khách hàng thân mến, chúng tôi có một số cái tin rất là thú vị cho năm mới. Bắt đầu vào ngày mai đó thì Leonard Magazines sẽ launch, mình có từ launch có nghĩa là ra mắt hay là tung ra ha. Ra mắt hoặc là tung ra cái gì đó lần đầu. Sẽ tung ra, sẽ ra mắt một cái application là ứng dụng ha. Ứng dụng như em cũng rất là hay gặp. Ra mắt một cái ứng dụng mới tên là Leonard Mag. Cái ứng dụng này sẽ cung cấp cái access to là gì em? Cái sự truy cập, cái sự tiếp cận đến những cái bài báo thêm along with, cùng với những cái phiên bản digital, phiên bản kỹ thuật số, phiên bản điện tử cho những cái tạp chí được in của chúng tôi. Và để promote, mình có từ promote có ba nghĩa là gì em? Thứ nhất là thúc đẩy thăng tiến, thứ hai là quảng cáo, quảng bá, và thứ ba là gì? Khuyến mại, chỗ này có nghĩa là gì em? Quảng cáo đó ha, quảng cáo, quảng bá đó. Để quảng cáo cho cái dịch vụ mới này thì chúng tôi có một cái đợt sale, đợt giảm giá đặc biệt. Hãy chọn một cái tạp chí mới để mà subscribe. Động từ subscribe có nghĩa là đăng ký mua dài hạn định kỳ gì đó ha. Cứ dịch lại nè, hãy chọn một cái tạp chí mới để mà đăng ký mua dài hạn định kỳ theo cái phiên bản điện tử hay là kỹ thuật số đó trước cuối tháng 1 và get nhận được một cái giảm giá lên đến 50% cho cái việc gì em? Subscription, chính là danh từ của từ subscribe ở trên em, cho cái việc đặt mua, đăng ký mua định kỳ hàng năm, được không nào? Rồi if you're currently, nếu hiện tại bạn đã đăng ký một cái phiên bản in bằng giấy ha của một hoặc là nhiều hơn những cái tạp chí của chúng tôi thì bạn có thể có được cái versions, cái phiên bản điện tử, cái phiên bản kỹ thuật số là giảm được 80% luôn. Hãy đơn giản là nhập cái mã số đăng ký định kỳ của bạn khi mà thực hiện cái việc mua. Printed copies, những cái bản in á, thì sẽ tiếp tục được giao, được gửi by mail, là qua đường bưu điện em. Qua đường bưu điện ha. Mail có hai nghĩa, thứ nhất là thư từ, email này nọ đó em, nhưng mà có nghĩa thứ hai á, là bưu điện ha, qua đường bưu điện. Sẽ tiếp tục được gửi qua đường bưu điện cho đến khi cái việc đăng ký mua định kỳ hàng năm của bạn kết thúc, được không nào? To inquire, mình có từ inquire là động từ, có nghĩa là hỏi thông tin hay là yêu cầu thông tin ha. Để mà hỏi hay là yêu cầu những cái thông tin về cái việc đăng ký mua mới này nè, hoặc là nhận được cái assistance, có nghĩa là sự hỗ trợ hay là sự giúp đỡ ha. Nó giống với từ help đó em, sự hỗ trợ hay là giúp đỡ, hoặc là nhận được cái sự hỗ trợ cho cái ứng dụng Leomart bằng cách gọi cho cái team này nè, tại cái số này ha. Ok, rồi ký tên. Email thứ hai gửi đến cho General Romero, gửi từ cái team dịch vụ khách hàng của cái tạp chí này luôn ha. Ngày gửi là 20 tháng 1. Chủ đề là cái đơn hàng là như đây, được không nào? Cái hóa đơn của cái đơn hàng này ha. Rồi cùng dịch nào. Miss Romero thân mến, cảm ơn bạn vì đã mua cái gói đăng ký đặt mua định kỳ cái tạp chí điện tử theo sau. Cái thông tin của cái hóa đơn là vào ngày 20 tháng 1 lúc 8:29 ha. Rồi đây là những cái chủ đề, những cái tựa đề của cái tờ báo tạp chí đó em. Số 1 là này ha, số 2 là này, số 3 là cái này. Ok, rồi mình có từ publication frequency. Frequency có nghĩa là cái sự thường xuyên, cái mức độ thường xuyên, hay mình dịch là tần số em ha. Tần số, cái mức độ thường xuyên á. Tần số xuất bản, được không nào? Rồi, original có nghĩa là gốc hay là ban đầu ha. Gốc hoặc là ban đầu. Vậy original price là giá gốc, giá ban đầu á. Còn discount là giảm bao nhiêu phần trăm nè, tổng cộng là bao nhiêu tiền ha. Ok, rồi these titles. Titles là gì em hả? Cái tựa đề ha. Lúc này có gặp rồi đó, tựa đề. Những cái tựa đề này nè, thì bây giờ đã sẵn sàng để mà xem trong cái ứng dụng của chúng ta.
của chúng tôi. After, sau khi login là gì em? Login là đăng nhập ha. Sau khi đăng nhập á, thì hãy chọn My Selections, bộ sưu tập của tôi. Và tất cả những cái tựa đề của bạn á, thì sẽ có sẵn ở đó ha. Bởi vì bạn đã đặt mua định kỳ nhiều hơn 2 cái tạp chí vào tháng này, cho nên bạn eligible là đủ điều kiện, đủ tư cách đem. Eligible là đủ điều kiện hay là đủ tư cách ha. Cho nên bạn có đủ điều kiện cho 5 cái previews là xem trước đem. Xem trước ha. Xem trước. Cho 5 cái sự xem trước. Complimentary là gì em? Miễn phí ha. Miễn phí rất là hay gặp luôn. Ok. Của một số những cái ấn bản khác của chúng tôi. Để mà xem những cái sự xem trước này nè. Ở trên cái ứng dụng Leonard Map thì hãy chọn Browse và click vào cái từ sample ở trên bất kỳ cái tựa đề nào mà đã được liệt kê. Thì bạn sẽ được grant. Mình có động từ grant có nghĩa là cấp em. Cấp, ban ha, ban hay là cấp. Rồi, bạn sẽ được cấp cho cái quyền em. Bạn sẽ được cấp cái quyền truy cập tiếp cận 15 trang của cái biên bản, cái phiên bản hiện tại để mà đọc trước khi quyết định là có nên mua hay không ha. Cảm ơn vì cái doanh nghiệp của bạn, được không nào? Rồi, ký tên, ok, có 176. Câu B mình có từ supply. Supply có thể là cung cấp hoặc hàng hóa, cũng có nghĩa là nhà kho nữa nha em. Nhà kho ha, cái kho mà chứa hàng á. Rồi mình có từ issues là ấn bản. Back issues là báo cũ đi em, ấn bản cũ ha, báo cũ. Vậy câu B có nghĩa là để clear out, dọn dẹp cho nó trống cái nhà kho của những cái báo cũ mà chưa có bán được ha, chưa có bán rồi. Câu C mình có từ anniversary là ngày kỷ niệm đi em, lễ kỷ niệm hay là ngày kỷ niệm ha. Anniversary, ngày kỷ niệm. Câu D mình có từ reward là phần thưởng nha em. Phần thưởng ha. Quà thưởng, phần thưởng. Ok. Có 178 mình có từ intervals, có nghĩa là cái khoảng thời gian ha. Thường là khoảng thời gian giữa hai cái sự kiện á. Khoảng thời gian, interval, khoảng thời gian ha. Ok. Rồi, có 179 mình có từ release. Nó bằng với lại từ launch lúc nãy đó em. Launch. Launch và release có nghĩa là ra mắt hoặc là tung ra ha. Ra mắt cái gì đó lần đầu hoặc là tung ra. Câu B mình có từ expire là hết hạn ha. Expire, hết hạn, rất hay gặp. Ok. Câu 181 đến câu 185, bài này gồm có hai bài đọc. Thứ nhất là notice là thông báo. Bài đọc thứ hai là một cái memo, một cái thư báo nội bộ ha. Câu 181, why, tại sao những cái nhân viên á sẽ tham dự những cái khóa học ở các facilities, các cơ sở, địa điểm đào tạo. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Tech course. Training facilities, phải không nào? Đọc đáp án trước nha. Câu A, to ensure, để đảm bảo cho cái việc giám sát chặt chẽ. Câu B, để minimize, để giảm tối thiểu những cái distraction, những cái sự sao lãng. Potential là tiềm tàng có thể xảy ra ha. Câu C, take advantage of, tận dụng được những cái thiết bị chuyên dụng. Câu D, increase, để mà tăng cái mức tương tác giữa các người tham gia. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem courses và training facilities ở vị trí nào nha em. Câu đầu tiên mình dò bài số 1 trước ha. À, có phải ở dòng cuối phải không nào? Có từ courses và có từ training facilities. Cùng đọc câu này nha. Tất cả những cái khóa học sẽ take place, diễn ra ở các cơ sở đào tạo của chúng tôi, của chúng ta. By, bằng cái việc mà ra khỏi cái môi trường làm việc thông thường, thường ngày của họ đó, thì những cái người tham dự sẽ có thể tập trung, focus on, tập trung hoàn toàn vào những cái tài liệu học tập. Vậy họ đến các cơ sở đào tạo để học để làm gì em? Để có thể tập trung hoàn toàn vào cái việc học, phải không nào? Vậy tập trung hoàn toàn là câu nào em ha? Câu B phải không nào? Giảm tối thiểu, tập trung có nghĩa là giảm tối thiểu những cái sự sao lãng, tiềm tàng có thể xảy ra ha. Câu 182, what is not indicated, cái điều gì thì không được chỉ ra về research department staff, nhân viên bộ phận nghiên cứu tại VennerCon. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Research department staff, phải không nào? Và đây là dạng câu hỏi loại trừ, chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha em. Câu A trước ha. They are permitted, họ được phép để mà tham dự nhiều hơn một lớp học. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? One class, more than one class, phải không nào? Số lượng lớp học ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ dò từ khóa là research department staff và cái số lượng lớp học, phải không nào? Xem nó ở bài số mấy và ở đâu nha em. Bài số 1 em nhìn sơ qua xem có không? Có nhân viên bộ phận nghiên cứu không? Không có, phải không nào? Bài số 2? À, có ngay từ đầu luôn nè em. Research department staff member. Rồi bây giờ mình cùng dò cái số lượng lớp học nha. Đoạn đầu tiên nào, dòng thứ nhất có không em? Có số lượng lớp học hay không? Không ha. Dòng thứ hai? Không có luôn. Dòng thứ ba có số lượng lớp học hay không? Cũng không có. Dòng thứ tư? Ok, có từ one nè em. Or more classes. Rất là giống với lại cái từ khóa trong đáp án của mình, phải không? Cùng dịch câu này nha. Vui lòng, hãy select, hãy chọn lựa một hoặc là nhiều hơn những cái lớp học cho cái tuần đó hay là trong cái tuần đó, và email cái sự lựa chọn của bạn cho tôi trước thứ sáu. Vậy câu A đúng không em? Có, phải không nào? Họ được phép
tham gia nhiều hơn một lớp học ha. Rồi Kobe, họ có thể chọn cái buổi đào tạo thông qua email có không? Có luôn phải không? Chúng ta vừa mới dò đó em. Đây nè phải không nào, và email cái sự lựa chọn của bạn cho tôi. Có nghĩa là được chọn qua email ha. Ok, rồi câu C luôn nha. They must, họ phải evaluate, đánh giá một cái hiệu suất công việc của người khác. Vậy từ khóa là câu nào vậy em? Evaluate và work performance. Bây giờ mình cùng dò nha. Rồi giờ lại đặng một xem có không em? Có evaluate hay là work performance không? Không có phải không nào? Dòng tiếp theo cũng không có. Dòng thứ ba không có evaluate luôn. Dòng thứ tư không có phải không nào? Đoạn tiếp theo đi em, đoạn số 2. Có evaluate work performance không? Không có ha. Dòng thứ 2 cũng không có luôn. Dòng thứ 3 cũng không có. Dòng thứ 4 cũng không có phải không nào? Dòng cuối cùng cũng không có. Đoạn cuối cùng luôn em nha. Xem có evaluate, đánh giá cái thể hiện công việc, cái hiệu suất công việc hay không nha. Dòng thứ nhất không có phải không nào? Dòng thứ 2 cũng không có luôn. Ok, vậy tạm thời mình để cái đáp án C ở đây nha. Là mình không thấy nè. Câu D thử đi em. Họ đã thực hiện cái sự suggestion, là sự đề xuất về những cái khóa học để mà cung cấp. Khóa học nào thì để cung cấp phải không nào? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Suggestions và courses to provide phải không nào? Mình cùng dò thử nha. Suggestions và courses to provide. Dò xem có không em, dò lại ha. Đoạn số 1. Dòng thứ nhất không có. Dòng thứ 2. Dòng thứ 3 thì sao em? Ok, dòng thứ 3 có từ gì nè em? Courses to offer. Ok, mình có từ offer cũng là cung cấp bằng với lại từ provide đó em. Đọc lại câu này nha. Đây, chúng tôi đã hỏi opinions, hỏi ý kiến của ban quản lý và những cái thành viên trong đội. Vậy thì nó không có cái từ suggestions em, nhưng nó có từ gì đây? Ask for opinions, hỏi ý kiến ha. Chúng tôi đã hỏi ý kiến của những cái người quản lý nè và những cái thành viên trong đội liên quan đến cái những cái khóa học nào á thì nên cung cấp, phải không? Vậy thì họ có đề xuất không em? Đọc tiếp nào. And put together, và tập hợp lại một cái lịch trình mà bây giờ nó có sẵn ở trên đó phải không nào? Ok, là cái lịch trình ở trên bài số 1 nè em ha. Vậy thì họ có đưa ra đề xuất không em? Có phải không nào? Họ hỏi ý kiến, họ được hỏi ý kiến rồi họ đề xuất ra, người ta mới tập hợp lại thành một cái lịch trình ha. Vậy câu D có. Vậy chắc chắn đáp án là câu gì rồi em? À, câu C ha. Câu C không có nè. Rồi câu 183, Mr. Lewis yêu cầu nhân viên của ông ấy là phải xem xét cái việc gì hay là cái gì ha. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Mr. Lewis staff and consider, phải không nào? Đã đáp án trước nha. Câu A, cái việc tham gia các khóa học tại những cái địa điểm khác. Câu B, đính kèm bao gồm thêm những cái giờ giải lao ngắn trên cái lịch trình. Câu C, làm những cái bản copy của những cái tài liệu học. Câu D, chọn những cái khóa học mà nó complements, nó bổ trợ cho công việc của họ. Bây giờ chúng ta cùng dò xem từ khóa Mr. Lewis staff và consider ở vị trí nào nha em. À, bài số 2 phải không nào em? Có từ Lewis nè. À, cái thư báo nội bộ này là gửi từ quản lý Lewis phải không nào? Gửi đến cho nhân viên ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem ông ta yêu cầu nhân viên phải xem xét việc gì. Lúc nãy đoạn số 1 mình dò rất là kỹ rồi, không có xem xét gì cả phải không em? Rồi dò đoạn số 2 nha, xem có consider không? À, có phải không nào? Đây có từ consider này em. Cùng đọc cái chỗ này nha. Khi chọn một cái lớp học á, thì hãy xem xét cái needs, cái nhu cầu phát triển và đào tạo cụ thể của bạn. Choose, hãy chọn những cái khóa học mà nó sẽ có lợi nhất cho bạn ở cái vị trí việc làm hiện tại của bạn. Ok, vậy ông ta yêu cầu cái nhân viên phải xem xét cái việc gì em? À, xem xét để mà chọn những cái khóa học mà nó có lợi nhất cho cái vị trí làm việc của họ, phải không nào? Vậy câu nào vậy em? Đáp án chính là câu D ha. Chọn những cái khóa học mà nó bổ trợ cho công việc của họ, được không nào? Câu 184, which class, cái lớp học nào á thì không có rơi vào cái lịch trình làm việc hàng ngày. Ok, vậy từ khóa là từ nào vậy em? Normal workday schedule, phải không nào? Đó đáp án nha. Rồi, đáp án là những cái tên riêng phải không em? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng dò những cái tên riêng này và từ khóa, được không nào? Rồi, những tên riêng này nằm ở đâu vậy em? À, có phải là bài số 1 phải không nào? Có những cái tên riêng nè, của tiết học nè. Đây, phải không nào? Ok. Nhưng mà lúc nãy giờ chúng ta đang dò bài số mấy em? Bài số 2, vậy đây rất có khả năng là câu liên hệ giữa bài 1 và bài 2 ha. Em nhìn sâu vào bài 1 xem có từ khóa của mình là lịch trình làm việc hàng ngày không, thường ngày không? À, nó không có, nó chỉ có cái từ gì em? Regular là thông thường nè. Nhưng mà là work environments, cái môi trường làm việc thông thường hàng ngày, chứ không có nói gì đến cái lịch trình hết, phải không nào? Rồi bây giờ mình vào bài số 2 nha. Xem có lịch trình làm việc thông thường hàng ngày hay không. Giờ tiếp nào, otherwise. Câu này không có phải không em? Câu tiếp theo cũng không có luôn. Câu tiếp theo, ok, có từ regular nữa này em, là thông thường đó. Work hours, giờ làm việc. Giờ làm việc thông thường chính là giờ làm việc hàng ngày, thường ngày, phải không nào? Vậy đó chính là cái lịch trình làm việc hàng ngày đó em. Vậy cùng dịch lại câu này nha.
No Dad vui lòng chú ý rằng những cái lớp học, có một số cái lớp học sẽ kết thúc 15 phút sau khi kết thúc cái giờ làm việc thông thường của chúng ta là từ 8 giờ đến 5 giờ. Vậy có nghĩa là cái giờ làm việc thông thường á em là từ mấy giờ đến mấy giờ? À, 8 giờ đến 5 giờ phải không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ xem trên cái lịch học đó, thì cái tiết học nào, cái lớp học nào mà nó nằm ngoài cái khung giờ này, đó là đáp án, phải không? Nhìn ngược lên nha. Rồi, em xem là 8 giờ đến 10 giờ không có nè. 10 giờ 12 giờ vẫn nằm trong phạm vi ha. 1 giờ đến 3 giờ, 3 giờ 15 đến 5 giờ 15, 5 giờ 15 là vượt ra khỏi cái lịch trình làm việc rồi, phải không nào? Vậy nó có hai cái tên Using Social Media và Beginning Project Management. Em dò thử xem, đáp án là câu nào? À, câu D phải không em? Câu D ha. Ok, Beginning Project Management, được không nào? Câu 185, Mr. Lewis sẽ làm gì với những cái sự yêu cầu đào tạo của nhân viên? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Mr. Lewis sẽ làm ha. The staff training request, đó là đáp án trước nha em. Câu A, input nhập chúng vào cái hệ thống đăng ký. Câu B, email chúng cho những cái facilitator training. Rồi câu C, organize, tổ chức sắp xếp chúng thành một cái lịch trình ha. Câu D, sử dụng chúng để mà adjust, điều chỉnh cái trách nhiệm công việc thông thường thường ngày. Được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng dò nha em nha. Câu cuối cùng rồi thì mình dò bài cuối cùng. Ok, đoạn cuối cùng mình chưa dò phải không em? Bây giờ mình cùng dò đoạn cuối cùng nha. Once, một khi mà tất cả các sự lựa chọn đã được nộp. Tất cả sự lựa chọn là cái gì vậy em? À, chính là cái sự lựa chọn về các lớp học, phải không nào? Ok, thì tôi sẽ create, tạo một cái calendar, một cái lịch mà nó chỉ ra cái lịch học của mỗi nhân viên để mà mọi người biết. Vậy thì ông ấy sẽ làm gì vậy em? À, ông ấy sẽ tạo ra một cái lịch để mà chỉ ra cái lịch học cho mỗi nhân viên, phải không nào? Ok, vậy đáp án là câu gì em hả? À, câu C phải không? Tổ chức chúng thành một cái lịch trình. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Bài đọc thứ nhất là một cái notice, một cái thông báo. Thông báo về việc gì? Về cái Development Week, cái tuần phát triển cho nhân viên tại công ty Venacon, diễn ra từ thứ 2 ngày 17 tháng 4 đến thứ 6 ngày 21 tháng 4. Schedule, lịch trình của các lớp học. Block A từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Cái lớp Leading, lãnh đạo đội và nhóm ha, tại phòng 4. Rồi một cái lớp nữa là Resolving. Mình có động từ nguyên mẫu của nó là Resolve đấy em. Resolve, động từ có nghĩa là giải quyết ha. Cái lớp giải quyết những cái conflicts, mình có từ conflicts là mâu thuẫn hay là xung đột ha. Mâu thuẫn hay là xung đột. Giải quyết những cái mâu thuẫn trong đội và cá nhân tại phòng 1. Rồi, Block B là từ 10 giờ sáng cho đến 12 giờ. Introduction, cái lớp giới thiệu về cái chương trình diễn ra tại phòng lab A ha. Rồi, cái lớp thứ hai là introduction, giới thiệu về cái chương trình bản tính ở phòng lab C. Block C là từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều. Cái lớp thứ nhất là public speaking, là diễn thuyết trước công chúng, phòng số 3. Cái lớp thứ hai á, preparing, chuẩn bị những cái bài thuyết trình thật là hiệu quả ha. Effective là hiệu quả đấy, hiệu quả ha. Diễn ra tại phòng lab B ha. Ok, block D á, là từ 3 giờ 15 đến 5 giờ 15 chiều. Rồi, cái lớp học thứ nhất đó là sử dụng social media. Mình cái từ social media là phương tiện truyền thông đấy em. Phương tiện truyền thông đại chúng ha. Phương tiện truyền thông xã hội hay là đại chúng, được không nào? Rồi, và cái công nghệ điện thoại di động, công nghệ di động tại công việc, diễn ra tại phòng lab C. Rồi, cái lớp tiếp theo là beginning, bắt đầu việc quản lý cái dự án, diễn ra tại phòng lab B, được không nào? All courses, tất cả những cái khóa học sẽ take place, là gì em? Diễn ra tại cái facilities, là địa điểm hoặc là cơ sở ha. Facilities, địa điểm hoặc là cơ sở, một cái cơ sở hay là một cái địa điểm nào đó, được không nào? Rồi, diễn ra tại những cái địa điểm, những cái cơ sở đào tạo của chúng tôi, bằng cái việc đi ra khỏi những cái môi trường làm việc regular, là gì em? Thông thường, bình thường ha. Thông thường là bình thường. Bằng cái việc ra khỏi, được ra khỏi cái môi trường làm việc thông thường thường ngày á, thì những cái participant là ai em? Những cái người tham gia có thể focus, là tập trung fully, hoàn toàn cho những cái tài liệu học, được không nào? Cho những cái buổi học ha. Bài số 2 là một cái memo, một cái thư báo nội bộ gửi đến cho nhân viên. Department là bộ phận hay là phòng ban đấy, bộ phận. Gửi đến cho nhân viên bộ phận hay là phòng ban nghiên cứu. Gửi đến từ Chris Lewis, quản lý ha. Chủ đề đó là cái tuần lễ đào tạo phát triển nhân viên tại Venacon. Ngày gửi là 20 tháng 3. As we discussed, như chúng tôi đã thảo luận tại cái cuộc họp bộ phận hàng tháng của chúng ta đó, thì cái công ty sẽ holding, mình có động từ hold là tổ chức đêm. Tổ chức ha. Động từ là tổ chức. Công ty của chúng ta sẽ tổ chức một cái tuần lễ phát triển về nhân viên. Chúng tôi yêu cầu
kêu gọi những cái ý kiến từ management và từ ban quản lý nè em, và những cái thành viên trong đội recording liên quan đến cái which courses, cái khóa học nào sẽ được cung cấp, và put together có nghĩa là tập hợp ha, và tập hợp lại thành một cái lịch trình mà bây giờ nó đã có mặt. Ok, each 2-hour block, mỗi cái block 2 tiếng đồng hồ đó, trong ngày thì sẽ có 2 khóa học và bạn có thể chọn bất kỳ cái nào trong số chúng. Vui lòng hãy chọn một hoặc nhiều hơn những cái lớp học cho cái tuần này, trong cái tuần này, và email cái sự lựa chọn của bạn cho tôi trước thứ 6. Khi mà chọn một cái lớp học đó, thì vui lòng consider, hãy xem xét cái needs, cái nhu cầu phát triển và đào tạo specific, cụ thể ha. Specific có nghĩa là cụ thể hay là rõ ràng hay là riêng biệt đấy em. Hãy xem xét cái nhu cầu phát triển và đào tạo cụ thể của bạn. Choose, hãy chọn những cái khóa học mà nó sẽ giúp ích nhất cho bạn trong cái vị trí việc làm hiện tại của bạn. Otherwise, mặt khác á, thì hãy chọn những cái lớp học mà nó cũng expand, là gì em? Mở rộng ha. Mở rộng những cái gì à? Những cái skill là những cái kỹ năng, mở rộng những cái kỹ năng, và broaden cũng là mở rộng luôn nè. Mở rộng ha. Mặt khác bằng không, hãy chọn một cái lớp học mà nó có thể mở rộng cái kỹ năng và mở rộng cái horizon của bạn. Mình có từ horizon có nghĩa là tầm nhìn hay là sự hiểu biết ha. Tầm nhìn hoặc là cái phạm vi hiểu biết. Mở rộng cái tầm nhìn hay là phạm vi hiểu biết của bạn được không nào? Note that. Hãy chú ý rằng một số cái lớp học sẽ kết thúc 15 phút sau khi kết thúc cái giờ làm việc thông thường của chúng ta là từ 8 giờ đến 5 giờ. Vui lòng hãy chú ý rằng, hãy nhận thức được rằng cái này sẽ không có được tính như là làm việc overtime, là tăng ca ha em ha. Tăng ca. Rồi. Once, một khi mà tất cả những cái sự lựa chọn đã được submit là nộp, tôi sẽ tạo ra một cái lịch mà nó chỉ ra cái lịch học của mỗi nhân viên để cho mọi người được biết. Một cái bản copy của cái lịch này nè sẽ được dán ở trên cái bulletin board, là cái bảng thông tin hay là bảng thông báo đây. Bản thông tin hoặc là bản thông báo ha, trên cái bản thông tin tại văn phòng của chúng ta, để mà easy reference. Reference là tham khảo đây, để mà dễ dàng tham khảo ha. Ok. Câu 181, câu ai mình có từ ensure là đảm bảo, rất là dễ rồi phải không nào? Monitor là giám sát ha, close monitor là giám sát chặt chẽ đây. Giám sát chặt chẽ ha, close monitoring, cái việc giám sát chặt chẽ. Vậy câu ai là đảm bảo cái sự giám sát chặt chẽ được không nào? Câu B, minimize, giảm tối thiểu. Cái distraction là gì em? Sự sao lãng ha, sự sao lãng. Potential có nghĩa là tiềm tàng hoặc là tiềm năng. Cái này có nghĩa là tiềm tàng đấy em. Tiềm tàng có nghĩa là có khả năng xảy ra. Để giảm tối thiểu những cái sự sao lãng có khả năng xảy ra ha. Câu C, take advantage of là gì nào? Tận dụng ha. Equipment là thiết bị. Specialized là chuyên dụng được không nào? Thiết bị chuyên dụng ha. Thiết bị chuyên dụng. Tận dụng những cái thiết bị chuyên dụng. Câu D, mình có từ interaction là sự tương tác ha. Rất là hay gặp, sự tương tác, interaction. Vậy câu D có nghĩa là tăng cái mức tương tác giữa những cái người tham dự ha. Câu 182, mình có từ permit ở câu A có nghĩa là cho phép được không nào? Permit, cho phép ha. Rồi, câu C, mình có từ evaluate là đánh giá. Đánh giá ha. Evaluate, đánh giá. Rồi, work performance. Performance có nghĩa là cái sự thể hiện, sự biểu hiện. Work là công việc. Sự thể hiện trong công việc, sự biểu hiện trong công việc có nghĩa là hiệu suất làm việc nha em. Hiệu suất làm việc ha. Vậy câu C có nghĩa là gì nào? Họ phải đánh giá một cái hiệu suất làm việc của một người khác ha. Câu 183, mình có câu A, location là địa điểm. Địa điểm hay là nơi hay là vị trí ha, địa điểm. Location. Rồi câu B, mình có từ break là giờ giải lao đấy em. Giải lao ha, sự giải lao hay là giờ giải lao. Rồi, câu D, mình có từ compliments. Compliments là bổ sung hay là bổ trợ ha. Bổ sung hoặc là bổ trợ, từ này cũng rất là hay gặp. Bổ sung hoặc là bổ trợ. Rồi, chỗ này có nghĩa là bổ trợ đấy em. Cái việc chọn những khóa học mà những khóa học đó nó bổ trợ cho công việc của họ. Ok, câu 185, câu A, mình có từ registration là danh từ của từ register đấy em. Register, động từ có nghĩa là đăng ký ha, danh từ là sự đăng ký, được không nào? Registration system là hệ thống đăng ký ha. Câu B, mình có từ facilitators. Facilitators là cái cố vấn viên đấy em, người cố vấn ha, cố vấn viên. Cố vấn viên, facilitator. Vậy câu B có nghĩa là email chúng cho những cái cố vấn viên đào tạo, được không nào? Rồi câu D, mình có từ adjust là điều chỉnh cho phù hợp ha, điều chỉnh. Adjust, rất là hay gặp, điều chỉnh. Duties là trách nhiệm hay là nhiệm vụ ha, trách nhiệm hoặc là nhiệm vụ. Vậy câu D dịch là gì em? Sử dụng chúng để mà điều chỉnh cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ làm việc thông thường, thường ngày, được không nào? Câu 186 đến câu 190, bài này có 3 bài đọc nha. Bài đọc thứ nhất là một cái web page, một cái trang web ha. Bài đọc thứ hai là một cái email. Bài đọc thứ ba là một cái survey, một cái bảng khảo sát.
Còn 186 What Information, cái thông tin gì á, thì có thể được tìm thấy ở trên cái web page là bài số 1, phải không nào? Và đáp án trước nha, câu A. Policies, chính sách dành cho những cái người bán hàng tại cái sự kiện. Câu B. Prices, giá cả của những cái món đồ trang sức được trưng bày. Câu C. Location, địa điểm của một cái expo sắp tới. Câu D. The times, cái thời gian của một số cái bài thuyết trình về sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò bài số 1 xem thông tin gì có thể được tìm thấy trên web page nha. Đây là một cái web page nè em. Nó có home là trang chủ nè. Expo, lúc này chúng ta có dò một cái đáp án là expo phải không em? Đọc lại nha. Câu C phải không nào? Ok, địa điểm của cái expo sắp tới. Nó chưa có nói địa điểm gì cả phải không? Thì mình dò tiếp nha. Mình có list, danh sách của những người vendors, những người bán hàng. Lúc nãy cũng có một cái đáp án là có từ vendors đó em. Nhìn lại nha. Câu A phải không nào? Nó là gì đây? Chính sách dành cho những cái người bán hàng tại sự kiện. Còn trên đề bài nó nói là gì em? Danh sách. Chính sách với danh sách không có liên quan luôn ha. Mình giờ tiếp nào. Tickets là vé nè. Contact là liên hệ. Rồi đọc tiếp nha. Join, hãy tham gia vào cái lễ hội trang sức quốc tế từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 11 cho cái expo hàng năm lần thứ 8 của nó. Ok, có tên gọi là IJAE phải không nào? Mỗi năm thì cái sự kiện này nè, sự kiện này là sự kiện gì vậy em? À, có phải là cái expo annual phải không nào? Expo annual ha. Mỗi năm thì cái sự kiện này nè được tổ chức ở một cái thành phố khác nhau. Năm nay thì nó sẽ được tổ chức tại Ocean View Hotel, Johannesburg. Ok, vậy nó chính là gì vậy em? À, nó chính là cái annual expo, cái sự kiện phải không nào? Vậy thì nó đang nói về cái gì vậy em? Địa điểm diễn ra trong năm nay phải không? Là Ocean Hotel ha. Vậy đáp án là câu nào đánh được liền rồi em? À, câu C phải không nào? Location, địa điểm của một cái expo sắp tới, sắp xảy ra là năm nay đó. Ok, đáp án là câu C ha. Câu 187 ở trên cái trang web á, là bài số 1 phải không nào? Thì cái từ amount ở đoạn 2, dòng 2 gần nghĩa với từ nào nhất? Ok, và đáp án trước nha. Câu A, position là vị trí nè. Câu B, height là chiều cao. Câu C, balance là sự cân bằng. Còn câu D là level, là cái mức form em, mức độ hay là cấp độ đó, mức ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem đoạn 2, dòng 2 có từ amount nằm ở vị trí nào nha em. Đoạn 2 đây, dòng 2, đây có từ amount form nào cùng dịch nha. Một vài người trong số họ đó, trong số họ là trong số ai vậy em? Mình đọc cái câu ở phía trước luôn nha. Đây, cái sự kiện này nè, sẽ cho những cái người bán hàng và những cái người thiết kế á, một cái cơ hội để mà display, trưng bày cái bộ sưu tập mới của họ. Như là necklace là dây chuyền nè, bracelets vòng tay, earrings bông tai và nhiều cái nữa ha. Một vài người trong số họ có nghĩa là trong số những người vendors và designer đó ha. Rồi một vài người trong số họ thì sẽ show off, thể hiện ha, thể hiện. Một vài người trong số họ thì sẽ thể hiện cái amount of skill, cái amount of kỹ năng mà nó cần để mà tạo ra một cái món đồ trang sức bằng việc là cho những cái bài thuyết trình. Ok, vậy thể hiện cái gì kỹ năng em? Thể hiện cái gì kỹ năng em? Dò lại xem. Thể hiện vị trí kỹ năng không được, thể hiện chiều cao kỹ năng cũng không được, thể hiện sự cân bằng kỹ năng cũng không được, thể hiện cái mức kỹ năng phải không nào? Đây này em, quy định lại nha. Thể hiện cái mức kỹ năng cần có để mà tạo ra một cái trang sức phải không nào? Vậy đáp án chính xác sẽ là câu D nha em nha, level ha. Câu 188, ở location, địa điểm nào á thì Miss Martin phải handle, xử lý một cái vấn đề. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Miss Martin handle problem phải không nào? Là đáp án trước nha. À, đáp án là những cái tên riêng của những cái phòng phải không em? Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò Miss Martin handle problem và những cái tên riêng của các phòng nha. Em dò bài số 1 xem có Miss Martin hay không? À, không có phải không nào? Bài số 2 thì sao em? À, có Miss Martin này em. Miss Martin là người viết cái email phải không nào? Bây giờ chúng ta dò xem có problem hay không. Dò từ đầu luôn nha. Đoạn này có không em? À, có đây, problem. Gần đó có từ deal with, là giải quyết, nó bằng với từ gì luôn? Handle luôn ha. Vậy mình đọc nhanh qua câu này đi em. Unfortunately, thật không may á, thì đã có một cái vấn đề mà tôi phải xử lý giải quyết ở cái địa điểm của những cái người bán hàng. Ok, vậy xử lý giải quyết cái vấn đề ở đâu vậy em? Vendors venue phải không nào? Nhưng mà nó không có nói gì cái tên phòng cả. Phải không? Em dò tiếp cái đoạn còn lại xem có tên phòng không? Không có luôn phải không nào? Vậy đây đó có khả năng là câu liên hệ giữa bài 2 và bài 1. Chúng ta nhìn lên bài 1 nha, xem có tên phòng hay không. Bây giờ tên phòng là những cái gì mình dò cho nhanh nè. À, cái thứ nhất là Garden Side Ballroom. Mình dò xem có Garden Side Ballroom không em? Garden Side Ballroom. À, ở đoạn số 1 dòng thứ 3 đây nè em, có từ Garden Side Ballroom. Thì mình đọc câu này nha. Nè, cái phòng này của cái địa điểm á thì nó sẽ được filled, được làm đầy, được lắp đầy, được thuê đầy, được thuê hết bởi những cái vendors, những cái người bán hàng từ trên khắp thế giới luôn. Ok, vậy theo em Garden Side Ballroom có phải là địa điểm của những cái người vendors, những cái người bán hàng không? À, phải chứ còn gì nữa phải không nào? Vậy thì bà Martins phải giải quyết cái vấn đề ở đâu vậy em?
ở cái ballroom đó ha. Vậy đáp án chính xác là câu gì? Câu A luôn, chúng ta không cần dò những cái tên còn lại ha. Ok. Câu 189, what is indicated? Cái điều gì được chỉ ra về Miss Bluth? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Miss Bluth ha, đáp án trước nào? Câu A, bà ấy đã bắt xe buýt đi đến một cái trung tâm gì đó ha. Câu B, bà ấy tin rằng những cái jewelry, những cái trang sức tại cái expo á thì chất lượng cao. Form nào? Câu C, bà ấy có lẽ là quá bận rộn và không thể tham dự những cái bài thuyết trình trong tương lai. Câu D, bà ấy đã làm việc như là một organizer, một người tổ chức hội chợ thương mại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Miss Bluth ở bài nào vậy em? Dò tiếp bài số 2 xem có không? À không có, phải không nào? Không có ha. Vậy bài số 3 thì sao? Bài số 3 có không em? Có phải không nào? Có từ Bluth. Bà Bluth là người ký tên nè. Và cái bài số 3 là một cái survey, một cái bản khảo sát ha. Rồi bây giờ em xem cái bản khảo sát này nói về cái gì nha. Khảo sát về cái lễ hội jewelry trang sức quốc tế tại cái expo này, phải không nào? Đây là cái bản đánh giá ha. Địa điểm thì có gì đó không có hài lòng. Người bán hàng á thì rất là hài lòng nè. Products cũng vậy. Sự tổ chức cũng như vậy luôn. Chưa có đáp án, phải không nào? Mình dịch tiếp nha. Comments, lời bình. Comments, lời bình. Đây là cái năm thứ 3 mà tôi đã tham dự cái expo. Tôi luôn luôn bị gây ấn tượng bởi cái sự kindness, tốt bụng, tử tế và kiến thức của những cái vendors, những người bán hàng và nhân viên, as well as cũng như là bởi quality, chất lượng của sản phẩm của họ. Ok, chất lượng của sản phẩm của họ, mà sản phẩm của họ chính là gì vậy em? Jewelry, những cái trang sức, phải không? Vậy là bị gây ấn tượng bởi những cái chất lượng của trang sức. Vậy thì em xem là đáp án là câu nào vậy? À, câu B, phải không nào? Bị gây ấn tượng bởi chất lượng của nó, có nghĩa là chất lượng của nó tốt không? Tốt, phải không em? Vậy đáp án là câu B ha. Câu B, bà ấy tin rằng những cái trang sức tại cái expo á là chất lượng cao, được không nào? Câu 190, vào ngày nào thì Miss Bluth đã tham dự cái expo? Phải từ khóa là từ nào vậy em? Miss Bluth attend expo, được không nào? Nhìn đáp án trước nha. Đáp án là những cái ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ dò ngày cùng với những cái từ khóa là Miss Bluth attend expo, được không nào? Miss Bluth và bài số 3, phải không em? Vậy mình dò tiếp bài số 3 ha. Dò từ cái chỗ lúc nãy chúng ta đã ngừng. Ở đây phải không nào? Ok, detail. Có từ khóa không em? Đây, có từ attend và có từ expo nữa ha. Mình dịch qua câu này nha em nha. Đây, detail, bởi vì cái lịch trình của tôi chỉ có thể tham dự một ngày của cái expo thôi. Chưa biết cụ thể là ngày nào. Dịch tiếp nha em, this year. Năm nay thì cái địa điểm á, nó hơi nhỏ hơn. Và tôi đã gặp khó khăn trong việc tìm cái bãi đậu xe. Because of this, bởi vì điều này nè. Tôi đã đến trễ hơn so với cái dự định. However, tuy nhiên, tôi vẫn có thể tham dự cái bài thuyết trình được trình bày bởi tiến sĩ Thompson. Nó rất là thú vị, cảm ơn. Ok, vậy không có cái ngày cụ thể em. Đây rất có khả năng là một cái câu liên hệ giữa bài số 3 và một bài nào đó có ngày. Nhưng mà mình rút ra được một cái thông tin là gì? Là bà ấy đã đến cái expo và tham dự được bài thuyết trình của Dr. Thompson, phải không nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem bài nào có ngày nha. Bài số 2 có ngày không em? À không có, phải không nào? Bài thứ nhất có ngày không? Ok, có nè. 1 đến 4 tháng 11. Đợt này có ngày không? Không có. Ok, đây nữa nè em. November 2, ngày 2 tháng 11. Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò xem ngày nào có Dr. Thompson hay em ha. Ngày 1 đến ngày 4 có không? Hãy tham gia vào cái lễ hội trang sức quốc tế từ ngày 1 đến ngày 4. Cái expo hàng năm lần thứ 8 có tên là như thế này. À, đây là ngày diễn ra của toàn bộ cái lễ hội luôn. Vậy là không phải rồi ha. Vậy mình dò ngày 2 tháng 11 thử xem em. Cùng đọc nha. Ok, có Dr. Thompson nè. Tiến sĩ Bradley Thompson, gemologist, từ cái trường đại học này nè, sẽ nói chuyện ở cái phòng này vào ngày này. Ok, vậy chắc chắn là bà ấy tham dự được ngày nào rồi? Ngày 2 tháng 11 phải không nào? Đáp án là câu B ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Bài thứ nhất là một cái web page, một cái trang web ha. Mình có từ home là trang chủ. Expo là viết tắt của từ exposition đây em. Exposition có nghĩa là buổi triển lãm ha. Ok, list là danh sách của vendor. Vendor là người bán hàng đây em. Danh sách những người bán hàng ha. Ok, tickets là vé nè. Contact là liên hệ. Join, hãy tham gia vào cái association, cái lễ hội jewelry trang sức quốc tế từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 11 cho cái expo, cái buổi triển lãm hàng năm lần thứ 8 của nó, có tên gọi là IJAE. Mỗi năm thì cái sự kiện này được tổ chức ở một thành phố khác nhau. This year, năm nay nó sẽ được tổ chức tại Ocean View Hotel, Johannesburg. Garden Side Ballroom, tên của một cái phòng ha, cái phòng spectacular là đẹp tuyệt vời, đẹp lộng lẫy ra. Venue là địa điểm ha. Địa điểm hay là cái chỗ, cái nơi. Cái phòng này nè, tuyệt đẹp của cái địa điểm này. Địa điểm này có nghĩa là cái khách sạn nè. Ok, thì sẽ được fill, được lắp đầy bởi những vendors là người bán hàng đến từ khắp nơi trên thế giới. Furthermore là gì em? Thêm vào đó ha. Furthermore, thêm vào đó, thêm nữa ha.
hơn nữa đó. Thêm vào đó là hơn nữa. Thêm vào đó thì an array of, mình có cái cụm an array of sẽ bằng với lại a number of nè. A number of là nhiều cái gì đó ha. An array of items, có nhiều những cái mặt hàng món đồ được cho mượn bởi museums, viện bảo tàng sẽ được on display. Mình có từ display là trưng bày đó em, trưng bày ha, sẽ được trưng bày ở cái waterside home của cái khách sạn này. Trong cái duration, mình có từ duration là cái khoảng thời gian xảy ra cái việc gì đó ha, khoảng thời gian. Trong cái khoảng thời gian xảy ra cái expo là cái gì em? À, cái buổi triển lãm được không nào? Rồi, IJAE sẽ cho vendors, những người bán hàng, và designers, những nhà thiết kế, một cái opportunity, có nghĩa là cơ hội ha, để mà display, trưng bày những cái bộ sưu tập mới của họ về necklace là dây chuyền nè, bracelets là vòng tay, earrings là bông tai đó em, và nhiều cái nữa ha. Some of them, một vài người trong số họ thì sẽ show off. Mình có từ show off là thể hiện đó em, thể hiện ha, hoặc có nghĩa là khoe khoang hay là phô trương nữa, khoe khoang hay là phô trương ha. Ở trong những cái ngữ cảnh mà mang nghĩa tiêu cực có thể mình dịch là khoe khoang hay là phô trương, còn ngữ cảnh bình thường thì là thể hiện ha. Một vài người trong số họ sẽ thể hiện cái mức kỹ năng mà cần có để tạo ra một cái món đồ jewelry là trang sức bằng việc đưa ra những cái demonstration, có nghĩa là bài thuyết trình hay là diễn thuyết đem, bài diễn thuyết hay là bài thuyết trình ha. Mà cái đó thì sẽ take place, diễn ra ở cái Tideside Home của cái khách sạn được không nào. This year, năm nay đó, thì IJAE cũng sẽ pleased, rất là vui khi mà có được cái khách mời nói chuyện đầu tiên của nó. Đó là tiến sĩ Bradley Thompson, gemologist. Một cái gemologist có nghĩa là chuyên gia đá quý đem. Gemologist, chuyên gia đá quý ha, chuyên gia về đá quý. Một chuyên gia về đá quý á, đến từ trường đại học này nè, ở London, sẽ nói chuyện ở cái phòng này vào ngày 2 tháng 11 lúc 11 giờ. To purchase là gì em? Để mua ha. Để mua vé thì hãy click vào trong cái tab có từ tickets ở bên trên á, là cái này nè. Ok, rồi. Bài đọc số 2 là một cái email gửi đến cho Thompson, gửi từ Martin, ngày là ngày 7 tháng 11. Chủ đề là presentation, về bài thuyết trình ha. Tiến sĩ Thompson thân mến, tôi rất là tiếc khi mà bỏ lỡ cái presentation, cái bài thuyết trình của bạn ở cái expo, cái buổi triển lãm. Unfortunately, thật không may mắn thay, đã có một cái vấn đề xảy ra và tôi phải deal with, giải quyết ở trong cái địa điểm, ở cái nơi của những cái người bán hàng. Chúng tôi đã give out, đã phân phát, đã phát ra một số cái bản survey là khảo sát general, tổng quát cho những cái attendees. Mình có từ attendees là người tham dự đó em, người tham dự ha. Và hầu hết tất cả những người mà đã xem bạn nói đó thì đều đề cập trong cái phần bình luận rằng cái bài nói chuyện của bạn thì rất là tuyệt vời. Thanks to, nhờ vào cái sự thành công. Thanks to là nhờ vào đó em, nhờ vào cái sự thành công của cái bài thuyết trình informative. Mình có từ informative có nghĩa là hữu ích về mặt thông tin ha. Về mặt thông tin có nghĩa là nó cung cấp thông tin cho người ta ha. Hữu ích về mặt thông tin. Nhờ vào cái sự thành công của cái bài thuyết trình hữu ích về mặt thông tin của bạn thì chúng tôi sẽ có thêm những cái triển lãm trong tương lai nữa, được không nào? Ok, ký tên ha. Coordinator là điều phối viên đó em, điều phối viên ha. Bài số 3 là một cái survey, một cái bạn khảo sát em ha, khảo sát về cái lễ hội trang sức quốc tế, expo, cái buổi triển lãm tên này nè. Ok, rồi, đây là các bạn khảo sát ha. Venue là gì em? Địa điểm ha. Vendors là người bán hàng nè, products là sản phẩm nè, organization là cái sự tổ chức nè, very satisfied là rất hài lòng, somewhat satisfied, cũng hài lòng ha, somewhat disappointed, có một cái số điểm nó thất vọng, disappointed là thất vọng đấy, very disappointed là rất là thất vọng, được không nào? Comments, bình luận. This was, đây là lần thứ 3, năm thứ 3 tôi tham dự cái expo, cái buổi triển lãm. Tôi luôn luôn bị impressed, mình có từ impressed là gây ấn tượng đấy, gây ấn tượng ha, động từ impressed là gây ấn tượng. Tôi luôn luôn bị gây ấn tượng bởi cái kindness, cái sự tử tế, tốt bụng và kiến thức của những người vendors, những người bán hàng và nhân viên, as well as cũng như là bởi cái quality, cái chất lượng của những cái sản phẩm của họ. Detail bởi vì cái lịch trình của tôi cho nên tôi chỉ có thể tham dự một ngày của các expo, cái buổi triển lãm thôi. This year, năm nay, cái địa điểm tổ chức á, thì nó nhỏ mặc dù vậy. Và tôi đã gặp khó khăn trong việc tìm cái chỗ đậu xe ha. Rồi, because of this, bởi vì cái chuyện này nè, cho nên tôi đã đến trễ hơn là tôi dự tính, phải không nào? However, tôi vẫn có thể tham dự cái bài thuyết trình được trình bày bởi tiến sĩ Thompson. Nó rất là thú vị. Thanks for, cảm ơn vì cái bài thuyết trình informative, rất là hữu ích về mặt thông tin này, được không nào? Carrie Bluth. Rồi, có 189, mình có từ convention, có nghĩa là hội nghị đấy. Hội nghị ha, nó giống như từ conference gì đó, hội nghị. Ok, vậy convention center là trung tâm hội nghị ha.